Gia đình là tế bào của xã hội, nơi mỗi thành viên đều thực thi trách nhiệm cộng đồng của mình. Nhưng khác với toàn xã hội, nền tảng của gia đình là tình thương, vì đó mới là chất keo gắn kết các thành viên. Cha mẹ có thể ngày đêm cố gắng tạo dựng gia tài để lại cho con cái sau này, nhưng ngay bây giờ họ có thể làm hơn thế rất nhiều. Đó là dành thêm nhiều thời gian chăm sóc con cái, chăm sóc người thân với những sẻ chia đong đầy yêu thương. Thực tế đã cho thấy, một gia đình lý tưởng là gia đình có sự cố kết bền chặt giữa các thành viên, nơi nuôi dưỡng tình yêu thương và sự tôn trọng. Ở đó, mỗi người đều biết giảm đi cái tôi cá nhân, tôn trọng, yêu thương lẫn nhau vì một mái ấm hạnh phúc, vì lý tưởng chung để ai cũng thấy thực sự an vui. Mỗi người thì có một quan niệm về gia đình hạnh phúc khác nhau. Nhưng với mình thì gia đình hạnh phúc thứ nhất là các thành viên trong gia đình đều có một sức khỏe và bình an mỗi ngày. Đặc biệt là luôn cố gắng dành thời gian bên nhau để chia sẻ từng khoảnh khắc và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống hàng ngày. Ngày nay, cuộc sống ngày càng phát triển, thiết bị công nghệ và Internet cũng dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nhờ có nó, nhiều gia đình, các thành viên sống xa nhau hàng trăm km nhưng vẫn nắm bắt được thông tin của nhau, vẫn gần gũi thân thuộc. Bởi chỉ cần điện thoại thông minh có kết nối mạng, hai người dù ở cách xa vẫn có thể nhìn thấy, trò chuyện, tâm sự với nhau bất cứ lúc nào và bao lâu tùy thích. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích trên, thiết bị công nghệ và Internet đôi lúc cũng chi phối đến đời sống của từng thành viên trong gia đình, khiến sự gắn kết có đôi phần trở nên lỏng lẻo, rời rạc. Và lúc này, những hoạt động chung sẽ là cách để chúng ta kéo gần lại sợi dây gắn kết ấy. Giữa bộn bề của cuộc sống và công việc bận rộn thì hai vợ chồng của em ấy thì luôn quan niệm rằng gia đình và thời gian dành cho con là rất là quan trọng. Thế nên là luôn cố gắng để làm sao mà cân bằng giữa công việc và gia đình để mà có được cái khoảng thời gian chất lượng để dành cho con cái cũng như là chăm sóc cho gia đình. Vâng, thưa các bạn, có thể thấy gia đình bao giờ cũng là nơi gắn kết yêu thương, nơi để các thành viên trò chuyện, sẻ chia những tâm tư tình cảm, buồn vui trong cuộc sống thường nhật, để bố mẹ và con cái quay về với cội rễ gia đình. Mới đây, Dante Group đã tiên phong trở thành hệ thống đầu tiên tổ chức sự kiện Ngày hội gia đình kết nối yêu thương. Chương trình Ngày hội gia đình gắn kết yêu thương là một trong những hoạt động thiết thực mà Dante Group tổ chức, với mong muốn tôn vinh những giá trị thiêng liêng và sự kết nối giữa nhiều thế hệ trong một gia đình. Thông qua hoạt động teamwork, các bậc phụ huynh không chỉ là người quan sát mà còn trực tiếp cùng con tham gia. Đây là cơ hội để ông bà, bố mẹ, con cháu hiểu nhau hơn và cùng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Em chào anh chị ạ. Khi mà tham gia cái ngày hội gia đình ngày hôm nay thì cảm xúc của anh chị như thế nào ạ? Thì nói chung là cũng lần đầu tiên mình được tham gia ở những cái lễ hội của đoàn thi thế này. Và mình thấy là cảm giác là rất chỉ là vui và ý nghĩa. Vì là được một ngày chủ nhật được cả nhà đoàn tù và cả công ty đoàn thi được đoàn tù chơi những trò chơi rất vui và ý nghĩa. Dành cả người lớn, dành cả cho những trẻ em nữa. Vậy còn bé thì có cảm xúc gì nhỉ? Mới đầu đến đây thì con thấy rất là háo hức và vui. Sau thì con đã cố gắng hết mình để chiến thắng những trò chơi. Đây là chương trình lần đầu tiên mà được cả nhà được đi du lịch. Thì thực sự rất là vui, ai cũng phấn khởi hết. Bố thì rất là nhiệt tình trong những các trò chơi này. Con thì cũng rất là hào hứng. Thế là cả nhà đã chuẩn bị trước một tuần để được đến đây cùng chơi với những các bạn này, các gia đình khác này. Được hòa chung một trò chơi này. Thế là rất là vui vẻ luôn, tạo cho mọi người một cái cảm giác cực kỳ hạnh phúc luôn. Đặc biệt, sự tương tác của mỗi gia đình nhỏ đã tạo nên một gia đình lớn gắn kết, hài hòa. Ở đây, mỗi người được trau dồi kỹ năng giao tiếp, sự thấu hiểu và tính kiên trì, tỉ mỉ trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó,
kỹ năng hợp tác khi làm việc nhóm, sự tương tác và tính trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình cũng được nâng cao. Em cảm thấy cái ngày hội gia đình này rất ý nghĩa và gắn kết được tất cả mọi người gia đình đến với nhau, và người chồng hiểu được công việc của vợ đang làm, và các người con hiểu được cái việc mẹ làm như thế nào và nó ý nghĩa như thế nào ấy. Nên là em rất vui và hạnh phúc khi mà được tham gia cái chương trình ngày hội gia đình như thế này. Với vai trò là ban tổ chức thì tôi đánh giá chương trình này mang nhiều ý nghĩa nhân văn, làm gia tăng tính gắn kết đối với mỗi gia đình. Và chúng tôi đã chuẩn bị đến gần 100 nhân sự để có thể vận hành và công tác tổ chức sản xuất trong suốt một tuần vừa qua, từ công tác từ việc chuẩn bị sân khấu này, ý tưởng này và không gian. Và chúng tôi luôn luôn cố gắng nỗ lực để đưa tới chương trình một cách ý nghĩa nhất và có tính trải nghiệm tốt nhất cho đối với mỗi gia đình. Vâng, thưa các bạn, chúng ta đừng ngại kéo con cùng tham gia vào những hoạt động thường ngày của gia đình, như cùng vào bếp, cùng chơi, cùng đọc sách. Bởi sự giao tiếp lắng nghe chính là sự dây kết nối vững chắc, giúp mỗi thành viên trong gia đình hiểu nhau hơn. Và để hiểu hơn về ý nghĩa của chương trình Ngày hội gia đình gắn kết yêu thương, phóng viên của chương trình đã có cuộc trao đổi ngắn với chị Nguyễn Linh Liên, Chủ tịch Danthi Group. Mời các bạn cùng theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, lúc này thì Huyền Linh đang đứng cạnh nữ chủ tịch của Danthi Group, chị Nguyễn Linh Liên. Xin chào chị ạ. Xin chào Huyền Linh và toàn bộ khán giả đang xem chương trình trong Đài Truyền hình Thanh Hóa. Dạ thưa chị có thể chia sẻ ý tưởng để tổ chức ngày hội gia đình ngày hôm nay được không ạ? Khi mà mình tổ chức ra cái chương trình ngày hội gia đình này á, thì cái ý tưởng của mình xuất phát là mình muốn rằng từng thành viên của gia đình nhỏ trong thành viên gia đình Danthi Group sẽ gì ạ, có một ngày hội gia đình. Và mình cũng muốn là gì, Danthi Group là đơn vị tiên phong và là đơn vị dẫn đầu để có thể tổ chức đào tạo và kết nối, cũng như là tạo ra những cái ngày hội mà khác biệt, cũng như là ấn tượng với tất cả các thành viên và với tất cả các khách hàng. Tại không gian lãng mạn của thành phố biển xinh đẹp Sầm Sơn và trong một chương trình ý nghĩa như thế này thì cảm xúc của chị lúc này như thế nào ạ? Cảm xúc của bây giờ cũng là một cái cảm xúc vô cùng hạnh phúc, bởi vì mình đã tạo ra một ngày hội vô cùng ý nghĩa. Nhìn những nụ cười, nhìn những khuôn mặt, nhìn những mọi người rất là đáng yêu và cảm tưởng như là mọi người đã có một ngày hội mà đúng nghĩa như vậy. Và tất cả các thành viên gia đình nhỏ của Danthi Group đã được cùng nhau sống trong một gia đình lớn. Chị có mong muốn gì sau chương trình ngày hội gia đình ngày hôm nay không ạ? Mình cũng rất là mong muốn sau cái chương trình này thì tất cả mọi người đã có một ngày hội ý nghĩa cho mình. Tất cả các ông chồng, cha mẹ đều gì ạ, thấu hiểu vợ của mình. Tất cả các con cái sẽ tự hào về cái ngành nghề mẹ mình đang kinh doanh, và mẹ các bạn đang kinh doanh một ngành mỹ phẩm rất là đẹp, làm đẹp cho đời, làm đẹp cho các con. Và cũng mong muốn rằng là gì ạ, từ nay về sau thì mọi người sẽ gì ạ, trong những cái gia đình nhỏ thì sẽ luôn luôn thấu hiểu yêu thương hơn. Và mong muốn rằng tất cả những ai đang ở ngoài kia, cũng như là kể cả tất cả mọi người, đều có một gia đình nhỏ của mình hạnh phúc trong một gia đình lớn. Xin cảm ơn những chia sẻ thú vị vừa rồi của chị ạ. Có thể khẳng định, sự kiện Ngày hội gia đình gắn kết yêu thương được tổ chức bởi Danthi Group là một trong những hoạt động thiết thực để giúp bố mẹ được gần gũi và hiểu con nhiều hơn, tạo ra sự gắn kết, yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Qua sự kiện lần này, Danthi Group hy vọng sẽ góp phần chung tay để cùng kiến tạo nên một gia đình lớn hạnh phúc, là tổ ấm mơ ước, đích đến thịnh vượng của mỗi người. Quý vị và các bạn thân mến, trước những bất cập của việc lạm dụng thiết bị thông minh và Internet hiện nay, việc chúng ta dành nhiều thời gian cho các hoạt động chung với gia đình như cùng nhau ăn cơm tối, cùng tập thể dục, cùng nhau đi mua đồ, cùng nhau vui chơi là điều vô cùng quý giá và có ý nghĩa. Đặc biệt, việc tăng cường trò chuyện, chia sẻ với con cái và các thành viên trong gia đình cũng là cách để ta thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. Từ đó, góp phần bảo vệ giá trị cốt lõi của gia đình trong thời đại công nghệ 4.0. Chúng ta xây dựng một xã hội lành mạnh với những con người, gia đình thông thái, yêu thương và khỏe mạnh. Chương trình Văn hóa xã hội kỳ này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.